Trong issue cuối của Transformers Shattered Glass Tie, chúng ta sẽ bước vào cuộc chiến toàn lực khi Titan Metroplex gia nhập trận đấu khốc liệt giữa Autobots độc ác và Decepticons anh hùng. Soundwave không chỉ phải đối mặt với âm mưu đen tối của Ultra Magnus, mà còn phải giải cứu Starscream trước khi quá muộn. Liệu Soundwave có thể ngăn chặn Magnus và cứu lấy Cybertron không? Và mình là Bob, giọng đọc của MarvelCon. Hãy cùng mình khám phá những diễn biến đầy bất ngờ trong hồi kết của cuộc chiến này nhé. Let's freaking go! Cuộc chiến toàn lực nổ ra khi Metroplex tham gia vào trận chiến giữa Autobots độc ác và Decepticons anh hùng. Soundwave đang cố gắng đưa thủ lĩnh Megatron, lúc này đang bị thương, đến nơi an toàn. Megatron ra lệnh cho Soundwave bỏ qua mình và tiếp tục ngăn chặn Ultra Magnus, nhưng anh ta lại cố nán lại và không bỏ rơi thủ lĩnh của mình. Trong khi vá những vết thương cho Megatron, Soundwave nghe lãnh đạo Decepticons giải thích rằng Magnus đã bắt giữ Optimus Prime và Ratchet đang thực hiện một cuộc phẫu thuật cho phép Magnus có thể thay thế Optimus. Soundwave tỏ ra lo lắng. Với viễn cảnh Magnus sẽ có sức mạnh và quyền lực để chỉ huy Metroplex, đội quân Wreckers và những người trung thành với Optimus mà không biết rằng đó là Magnus. Không chỉ như vậy mà còn bởi giác quan nhạy bén của Soundwave còn cho ta biết rằng Titan Metroplex đang không gầm lên trong cơn thịnh nộ, mà nó đang hét lên trong đau đớn. Và dưới những tiếng hét ấy, thì Soundwave đã nghe được giọng của Starscream. Khi tiếp tục tiến lên trong trận chiến, thì Soundwave nhìn thấy Slicer đang bị kẹt dưới một ngón tay của Metroplex. Bỗng nhiên, Springer trong hình dáng siêu xe đã tự tin đâm thẳng vào người của Soundwave, khiến anh ấy bị đánh bay. Và khi Springer đang biến hình, thì Soundwave đã sử dụng sóng siêu âm của mình để làm anh ta bị ngưng động trong vài giây. Bất ngờ hơn, khi làm như vậy xong, thì Soundwave đã giải thoát cho Slicer đang bị mắc kẹt. Nhưng sau khi được giải thoát, thì tên kỹ sư điên này lại rút súng chia vào người đã cứu mình. Dù đối mặt với mối đe dọa từ nòng súng của Slicer, nhưng Soundwave vẫn bình tĩnh và nhận ra Slicer đang có một sự xung đột cảm xúc bên trong thông qua khả năng đọc tâm trí của mình. Khi Soundwave cố gắng trấn tĩnh Slicer, thì anh ấy đã vô tình tiết lộ rằng Megatron đã biết về kế hoạch cuối cùng của Magnus và lý do tại sao họ không thể kiểm soát Metroplex. Đúng lúc đó, Springer đã hồi phục và bắt đầu lao tới để tấn công Soundwave lần thứ hai. Nhưng lần này Slicer đã ban thắng vào mặt hắn trong sự bất ngờ của Soundwave. Việc nghe các bài tuyên truyền của Soundwave qua chiếc đầu của Blaster quá nhiều đã khiến Slicer có cảm giác muốn quay xe với Autobot và quay sang ủng hộ Decepticon. Thế là Slicer đã chọn con tim và quyết định cùng tham gia với Soundwave trong nhiệm vụ tiêu diệt Ultra Magnus, một lần cho tất cả. Cả hai cùng leo lên thân Metroplex và tiến tới một mồm đá tiện lợi, nơi Soundwave sử dụng khả năng thay đổi giọng nói để đánh lừa Jazz và Ricochet trong chốc lát, trước khi có thể vô hiệu hóa cả hai một cách nhẹ nhàng. Soundwave tiếp tục tiến vào các hành lang trong trại của Metroplex và thảo luận với Slicer về các bước tiếp theo. Tại đây, họ phát hiện ra điều rất kinh khủng. Đó là một chiếc chân bị đứt lìa của Ultra Magnus. Slicer suy đoán rằng, có thể những chuyển động bất thường của Metroplex đã làm quá trình phẫu thuật trở nên khó khăn hơn. Nhưng chẳng bao lâu sau, họ tìm thấy phần thân thể còn lại của Ultra Magnus ở gần đó. Magnus nhìn đang rất đau đớn, gào lên trong vô vọng, nhưng lại không phát ra tiếng vì hộp thoại của ông ấy đã bị Ratchet cắt bỏ. Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra rằng cơ thể đang đau đớn của Magnus giờ đây đã thuộc về Optimus Prime. Cả phẫu thuật chuyển đổi này đã thực sự thành công vì trước mặt họ, Ultra Magnus trong cơ thể của Prime đã tiến tới để đe dọa Soundwave. Soundwave giữ vẻ mặt lạnh lùng, hy vọng giữ kẻ thù mất cân bằng. Và thực sự, những lời chế nhạo của anh ta nhanh chóng làm Magnus mất bình tĩnh khi thủ lĩnh Wreckers cố gắng điều khiển cơ thể mới. Khi Magnus ra lệnh cho Slicer để xử tử Soundwave, thì Soundwave đã kịp thời đọc được suy nghĩ của Slicer và biết rằng anh ta đang có kế hoạch triệt hạ Wreckers và bắt Ratchet để bỏ trốn. Tệ hơn nữa là tâm trí của Metroplex và Starscream đang ngày bị hòa vào làm một. Nếu tâm trí của họ bị hợp nhất, thì có thể Starscream sẽ biến mất mãi mãi. Đúng lúc đó, Metroplex đã gào lên, ngửa về phía sau. Cú chuyển động đột ngột này đã làm Magnus bị chôn vùi dưới đồng đổ nát, tạo điều kiện cho Slicer và Soundwave nhanh chóng hành động. Trong sự hỗn loạn, Soundwave đã hạ được Tailgate và Drift. Ratchet đã vô tình bị trúng một phát đạn từ Rodimus khi anh ta đang nhắm bắn vào Slicer. Quá nổi bất bình,
thì Southwave đã phá vỡ lợi thế của mình và quay sang tiêu diệt cả Driftland Rodimus để giải cứu cho Jetfire. Sau khi được giải cứu, Jetfire định quay sang để xử lý Slicer. Nhưng Soundwave lại ngăn anh ấy và nói với anh ấy rằng Starscream can end. Gatbo hiếm khích với Slicer, thì Jetfire đã đưa Soundwave đến buồng năng lượng của Metroplex kịp lúc để cắt đứt kết nối bằng việc lấy Spark của Starscream ra khỏi Titan này. Không còn nguồn năng lượng để hoạt động, Metroplex đã dần dần đổ sập xuống đất. Jetfire giữ Spark của Starscream rồi nói với Soundwave rằng tôi đang có một cuộc hành trình và nó đang ở rất xa. Tôi sẽ tìm đến anh sau khi chúng ta thực sự đã an toàn. Rút câu, Jetfire đã ngay lập tức phá vỡ phần kính mắt của Metroplex để rời đi, mà không biết rằng Magnus đã tới để xử lý Soundwave sau khi họ làm Titan này ngừng hoạt động. Trong cơn điên loạn, Magnus đã liên tục tấn công Soundwave bằng chiếc rìu của mình. Soundwave cố gắng né tránh tất cả để đọc suy nghĩ của hắn và anh ta nhận ra rằng toàn bộ kế hoạch điên rồ này đều xuất phát từ vấn đề mặt tự tin của Magnus. Hắn ta nghĩ rằng nếu mình trở thành Optimus Prime thì tất cả các thế lực khác sẽ phải run sơn hạ anh ta và hắn ta có thể lãnh đạo được Autobots một cách trọn vẹn. Trước khi Magnus có thể tiêu diệt được Soundwave thì đã có một phát đạn từ bên dưới bắn trúng vào ngực của hắn, khiến hắn bất tỉnh và rơi tự do khỏi con mắt của Metroplex mà không rõ sống chết. Soundwave nhìn xuống dưới, anh ấy nhìn thấy Slicer đã cứu mình và anh ấy hiểu rằng thật ra Slicer không muốn cứu anh ấy, mà Slicer chỉ làm điều đó là để trả nợ anh ấy đã cứu mình lúc ở dưới. Khi Titan đổ xuống, thì Laserbeak bay tới chỗ của Soundwave vào giải cứu chủ nhân của mình. Phần còn lại của Decepticons đã tụ tập để chúc mừng Soundwave vì đã cứu thế giới khỏi thảm họa Titan, nhưng Soundwave lại nói rằng tôi không làm điều đó một mình. Ở trang cuối của issue này, ta thấy Jetfire đã rút lui về Static Zone với Spark của Starscream, Slicer và Ratchet đang dưỡng thương trong một hang động gần đó. Có thể là Optimus Prime, Goldbug và Ultra Magnus đã ra đi, nhưng sự ra đi đó có lẽ đã tạo tiền đề cho những kẻ còn sống đứng lên tạo dựng thế lực. Và miễn là Soundwave và các Decepticons khác còn đứng vững, thì họ sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu để bảo vệ cho tương lai của hành tinh của mình. Kết thúc issue số 5, khép lại Transformers Shattered Glass 2. Vậy là cuộc chiến đầy căng thẳng giữa Autobot và Decepticons đã chứng kiến những sự hy sinh và hành động dũng cảm đã tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Từ việc Soundwave giải cứu Megatron đến sự đối đầu cuối cùng với Ultra Magnus. Thế nhưng, tương lai của Cybertron thì vẫn còn bị bỡ ngỡ. Những câu hỏi vẫn đang chờ lời giải đáp là liệu Soundwave và các đồng đội có thể bảo vệ hòa bình lâu dài? Liệu những kẻ thù mới có xuất hiện? Hãy nhấn like và subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào trong hành trình tiếp theo của các tập truyện mới của Transformers nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới với những câu chuyện đầy bất ngờ và kịch tính hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại!